cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng kênh Gốm Sứ Tam Hợp chúng tôi. Đầu năm mới, chúng tôi xin gửi lời chúc đến cho quý vị một năm mới thật bình an, an khang, thịnh vượng. Bạn làm kinh doanh, bạn lên nhà mới, văn phòng mới hay có một cửa hàng mới, thì điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là gì? Đó là ban thờ thần tài. Vậy thì tôi nhận được một câu hỏi này như thế nào? Anh ơi, ban thờ thần tài gồm những gì? Đây là một câu hỏi mà khá là quan trọng. Về cơ bản thì những người làm kinh doanh hoặc là làm doanh nghiệp, họ rất là bận rộn, không thể để ý hết là ban thờ thần tài gồm những gì. Thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ với bạn chi tiết về những sản phẩm nào để lên ban thần tài, nó có tác dụng gì các bạn nhé. Và một số những video tiếp theo thì tôi sẽ giải quyết cho các bạn là những cái thờ đó nó tạo lên cái cảm xúc gì cho anh chị, đúng không ạ? Ở đây ban thờ thần tài nó gồm như này. Ban thờ thần tài đấy nhá. Đây là những ban thờ thần tài mà những người làm kinh doanh phải có trong tiệm của mình hoặc là trong văn phòng làm việc của mình. Đó. Còn đương nhiên là trong văn phòng làm việc thì nó có những cái hút lọc, có những cái hào quang như thế kia. Ở những người mà theo cái đạo Phật thì nó như vậy rồi. Nhá. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ chia sẻ bạn đây. Đây là một bộ ban thần tài đầy đủ như thế này. Đó, đầy đủ như thế này.